Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Show TV. Thì hôm nay tôi xin hy sinh tấm thân này để cho cái chủ kênh này nướng mọi tôi. Hồi nãy giờ mình giỡn với các bạn đó. Thì trên tay mình đang cầm con chim mỏ nhét. Thì ngày hôm qua cha mình mới bắt được. Thì hôm nay mình sẽ làm món chim mỏ nhét nướng mọi nha các bạn. Các bạn hãy theo dõi mình nha. Đây con chim mỏ nhát mình đã làm xong. Thì mình nướng mọi thì không cần ướp cái gì hết nha các bạn. Mình muốn giữ nguyên cái độ ngọt trong thịt của con mỏ nhát này. Mình làm chỗ để nướng nó nha các bạn. Mình làm cho nó hoang dã một chút xíu. Thì chút này để mình xiên cái con mỏ nhát qua nha các bạn. Đó, mình xiên qua. Để mình đặt lên chỗ nướng mình cho nó dễ. Cứng quá. Xong rồi nha các bạn. Rồi, bây giờ mình phải đi đốt lửa than lên. Cái này mình sử dụng lá dừa với lại một tí lá tầm dông khô nha các bạn. Rồi, mình sẽ đốt lên. Lửa đã cháy lên rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chờ lửa tàn để mình nướng chim nha các bạn. Rồi, bây giờ đã có lửa than rồi, mình để lên mình nướng nha các bạn. Quay đều, quay đều, quay đều. Quay đều, quay đều, quay đều. Mình làm nước chấm nha các bạn. Ở trong đây thì mình bỏ đường với lại muối, 2 muỗng đường, nửa muỗng muối nha các bạn. Giờ mình để thêm 2 chiếc ớt vô. 2 chiếc ớt xanh. Xong thì mình nặn chanh vô. Hù luôn mà mình ở ngoài vườn có một mình nè, thấy ghê quá. Rồi, bây giờ mình lấy con chim ra nha các bạn. Ồ, vàng dọn luôn nha. Thơm lừng luôn các bạn ơi. Quá thơm. Đây, ui dạ. Này, chim nướng mọi nha các bạn. Chằn nghịch nướng mọi. Lộn đây con chim mỏ nhét chứ. Đây vàng tươi nha các bạn. Bây giờ mình ăn nha các bạn. Đó, chấm một xíu nước chấm. Rất là giòn và ngọt luôn. Xương nó nhỏ mà thịt nó rất là ngọt và chắc luôn các bạn. Thơm lắm luôn. Mời tất cả các bạn nha. Đây. Chắc bây giờ mình đem vô nhà cho cha mẹ mình ăn thử nha các bạn. Để mình ăn thử một miếng cuối nữa. Quá ngọt và săn chắc. Ngon quá các bạn ơi. Thịt rất là ngọt luôn. Very good. Bây giờ mình mang vô cho cha mẹ mình nha các bạn. Mình vô tới nhà tất cả các bạn ơi. Đầu cổ mình bù sủ hết trơn rồi. Chắc mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể xem tiếp những video của mình nha. Và nhớ nhấn vào cái chuông để có thể xem thông báo những video mới nhất của mình nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn.